Thưa quý vị, COVID-19 đã tác động rất lớn đến việc thay đổi hành vi và xu hướng của khách du lịch. Du lịch không chạm trở thành xu hướng để hạn chế sự tiếp xúc, ngăn ngừa dịch bệnh. Không chạm khi đi du lịch còn là trải nghiệm du lịch với các thiết bị và công nghệ tự động, đặt các dịch vụ trực tiếp với các nhà cung cấp, thông qua giao dịch trực tuyến. Và để đáp ứng nhu cầu này của du khách, việc tăng cường chuyển đổi số trong các doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay là tất yếu. Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có tổng cộng 1.272 cơ sở lưu trú du lịch với nhiều phân khúc khác nhau, do đó năng lực chuyển đổi số cũng phân hóa đa dạng. Đối với cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao, chuyển đổi số tại các đơn vị được quản lý, vận hành bởi các tập đoàn, thương hiệu quốc tế và đã được triển khai từ sớm, mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại các khách sạn 4-5 sao thuộc quản lý tư nhân, doanh nghiệp trong nước, hoạt động chuyển đổi số triển khai vẫn chưa rõ về chiến lược và hiệu quả. Thực tế cho thấy số lượng phòng 4-5 sao chiếm gần 40% tổng quỹ phòng lưu trú của thành phố, nhưng thu hút đến 80% lượng khách lưu trú khi đến Đà Nẵng và chiếm gần 85% tổng doanh thu toàn khối. Do đó, việc tích cực tham gia vào tiến trình chuyển đổi số của khối này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Khi mà được bên các ban ngành cập cho ứng dụng số thì thuận lợi, tức là cán bộ, nhân viên có thể truy cập được nhanh hơn, tạo được những truyền đạt những thông tin nhanh hơn. Còn lại những khó khăn thì cũng vì thời gian dịch dài, các nhân viên bây giờ đang thiếu, nên những nhân viên mới cũng có những hạn chế khi tiếp xúc với cái ứng dụng số của mình. Bên cạnh đó, đối với khối lưu trú từ 3 sao trở xuống thì doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các giải pháp về chuyển đổi số. Bên cái phân khúc khách sạn của chúng tôi là đang gặp khó khăn, nhất là về cái chuyên môn của nhân sự. Bây giờ chuyển đổi số nó cũng mới và cái chuyên môn của nhân sự về cái cách để sử dụng trên những cái thao tác trên tất cả những cái công nghệ đó, cho nên cái đó chúng tôi cũng đang có một cái chương trình để đào tạo nhân viên. Nhưng mà trong cái giai đoạn này quá nhiều khó khăn cho nên là phải take time, mình có thêm thời gian để mình training và mình sẽ phát triển để nó giảm được cái chi phí quản lý. Nắm bắt được thực tế này, thời gian qua, Sở Du lịch Đà Nẵng đã mở nhiều lớp bồi dưỡng tập huấn nhằm cung cấp các kỹ năng, quy trình, từng bước chuẩn hóa hoạt động kinh doanh phục vụ khách, đào tạo nâng cao các kỹ năng số, tăng lợi thế cạnh tranh cho các cơ sở lưu trú khi mở cửa lại hoạt động du lịch. Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, du lịch đang là một trong những ngành được chính phủ chú trọng tiên phong trong việc chuyển đổi số để khai thác hiệu quả thế mạnh. Hiện Sở Du lịch Đà Nẵng đang tập trung nghiên cứu, đẩy mạnh triển khai các giải pháp về chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, hướng đến xây dựng nền tảng dữ liệu du lịch và hệ thống công nghệ số hỗ trợ doanh nghiệp du lịch từng bước khôi phục hoạt động kinh doanh.